Thế còn về biện pháp phòng ngừa của chúng ta làm chưa nhiều, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có quan tâm thì chúng tôi xin giải trình thêm thế này. Phòng ngừa của chúng ta được tiến hành trên hai nội dung. Một là phòng ngừa xã hội, có nghĩa là toàn xã hội phải làm. Cái việc thứ hai là phòng ngừa nghiệp vụ, có nghĩa là phòng ngừa nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn bằng cách quản lý trực tiếp những đối tượng có nguy cơ cao để chuẩn bị phạm tội. Ngoài ra chúng ta xây dựng cho đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh của chúng ta có 8.400 mô hình như câu lạc bộ cựu chiến binh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chúng ta xây dựng rất có hiệu quả, đặc biệt là tại Quỳnh Lưu. Rồi giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội ở Nghi Quang, Nghi Lộc. Rồi là camera cộng đồng tại thành phố Vinh, chúng ta mắc camera để phòng chống tội phạm, phát hiện tội phạm. Rồi câu lạc bộ phòng chống buôn bán người ở các huyện miền núi. Có thể nói là các biện pháp phòng ngừa này chúng ta cũng đã làm và làm rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm mạnh hơn trong thời gian tới. Như vậy là đại biểu yên tâm và chúng ta đã làm rất là đầy đủ.